thứ bảy, hai chị em rủ nhau đi ngắm lá đỏ. Mọi người cùng đi theo hai chị em ngắm lá đỏ nha. Khúc này là xe bị mềm cho nên là giờ mình phải bơm để đi. Thật sự là mệt lắm luôn á. Chắc hết chén cơm mới vừa ăn xong luôn. Xong rồi thì xuất phát thôi nè. Một, hai, ba, bốn, năm. Không, mà chỉ có hai cây cầu. Leo, đạp, cộng thêm bánh xe bị xì nữa thì cuối cùng mình cũng đã tới nơi, tới chốn. Khúc này là còn ở dưới chân núi. Đẹp quá. Con bé này không hiểu sao đường thẳng, đường chính không đi mà leo ba con đường mòn mà đi, thiệt sự luôn. Đừng có đi hướng đó, đi không hiểu nổi bả luôn. Thiệt sự luôn, không muốn công mà đẹp xỉu xỉu luôn. Vì bánh xe xì mà vẫn đi tiếp, vượt qua hai cây cầu trèo lội. Công viên của tụi mình đi là Shizugaoka ở Ayabe. Mình sẽ để địa chỉ ở dưới cái clip này, để có gì mọi người muốn đi thì đến đây ngắm lá đỏ nha. Cuối cùng thì tụi mình cũng lái lên đến nơi này. Trên đây là một khu vui chơi dành cho trẻ em luôn nè. Vẫn không quên cái nhiệm vụ chính. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi kiếm cái toilet. À, mình thấy nó rồi. Đợi mình xíu nha. Chơi thôi nhưng mà đạp xe là xinh đẹp thiệt. Do tụi mình mới thay đồ xong, còn lúc nãy là do chạy xe đạp cho nên là không được xinh đẹp cho lắm. Còn phía bên đây là cũng là khu vui chơi nhưng mình thấy rộng lắm, có nhiều trò chơi nữa. Còn có một hàng cây bên đây cũng có nụ hoa, nhưng mà mình không biết là hoa mơ hay hoa đào.
Để khi nào mà nó nở thì mình sẽ đi và quay lại cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì mình sẽ qua khu bên kia để chụp hình lá đỏ. Còn khúc này là tập thử diễn là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, mà không phải là nai vàng đâu nghe anh, tại mình diễn vậy thôi nhưng mà diễn không có đạt lắm. Hay, tới khúc này là buồn thiệt sự luôn chứ không phải buồn xíu xíu nữa. Là hai chị em đi chụp hình, đứa nào cũng mê chụp hình hết mà không ai đem con sạc dự phòng. Thế là hết pin luôn rồi. Quèo quèo quèo. Thôi, chụp về tắm nữa rồi, hai chị em đi về thôi. Mà sao nha, sao mình cảm nhận là tự mình ngắm lá đỏ ngoài thì sẽ đẹp hơn là khi mình chụp hình hay là mình quay video thì phải á. Khi mình quay lên thì nó bị nhòe ra chứ không còn đẹp nữa. Cái này, khúc này là mình thấy đẹp quá nên mình lật ngược điện thoại lên mình quay nè. Hai chị em đi hồi 1 giờ mà bây giờ là 4 giờ mấy rồi. Không điện thoại mà không hết pin chắc cũng còn níu kéo ở lại. Thôi giờ hai chị em mình sẽ đi về thôi. Vậy là kết thúc một ngày đi ngắm lá đỏ của hai chị em. Bye bye mọi người.